Nào, trọng tài đã thổi hơi que, bắt đầu trận đấu trong khuôn khổ giải. Rất quyền, không vào. Pha bóng rất lộn xộn trước khung thành của Cúc FC và bóng đã rất từ từ lăn vào lưới của Cúc FC. 1-0 cho cầu thủ. Pha đá phạt dành cho cầu thủ VNFC, đứng trước bóng đang là Trần Duy Hưng, một siêu tiền đạo của VNFC. Sút xa. Không. Đã bóng vào. Vào. Sút luôn, không được. Pha vô lê bị lỗi của cầu thủ áo số 11 BNFC chúng ta. Không nữa, chặt phản công nhanh. Thẻ vàng đi. Bóng đã chạm tay cầu thủ bên VNFC. Một thẻ vàng đã dành cho các cầu thủ viên. NFC vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Rất không may trong tình huống bóng rồi. Anh đã nhiệt tình quá mức cần thiết. Cứu bóng. Sút xa. Chúng ta đã quên rồi đấy. Vâng, một pha lấy bóng và chuyển bóng cho cầu thủ áo số 31 với pha dứt điểm cực kỳ mạnh vào đường bóng thì không thể có gì là ngăn cản được. À, chúng ta có thể thấy hiệu quả của lối chơi pressing ngay trên phía sau. Một thân hình khá lý tưởng với chiều cao 1m90 và 70 cân, à 75 cân. Không, tôi có thể nhìn thấy. Chúng ta vừa ra. Phát bóng lên đánh cho cầu thủ Cúc FC. Cái pha cao chân vừa rồi rất may là sút xa. Pha sút xa. Sous-titrage.